Vào giữa tháng 4 dương lịch hàng năm, đồng bào Khmer hân hoan chào đón Tết cổ truyền Chol Chol Nam Thơ Mây. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết các vị sư sãi A Cha, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tri Tôn. Bí thư Tỉnh ủy An Giang và các đồng chí lãnh đạo đã thăm hỏi đời sống, tình hình lao động, sản xuất của bà con, bày tỏ mong muốn các vị sư sãi A Cha, cán bộ chiến sĩ đồng bào dân tộc Khmer cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống người dân, nhất là ở các vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc. Còn tại Sóc Trăng, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các vị sư sãi và Phật tử tại 10 điểm chùa Khmer trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, no ấm, bình an đến các vị sư sãi, ban quản trị chùa, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời biểu dương những người đóng góp của các vị trong công tác tuyên truyền, vận động các chư tăng Phật tử và bà con nhân dân tích cực cùng lực lượng bộ đội biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh Sóc Trăng. Lãnh đạo bộ đội biên phòng tỉnh cũng mong muốn thời gian tới, các vị sư sãi, ban quản trị, người có uy tín và bà con Khmer tiếp tục phối hợp vận động cùng bà con Phun Sóc và gia đình chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện giờ thì không khí chuẩn bị ở các Phun Sóc đã cơ bản hoàn tất cho sự kiện chào đón thần năm mới của đồng bào Khmer. Và phóng viên Quốc Thới đang ở Sóc Trăng sẽ thông tin chi tiết đến quý khán giả. Ngôi chùa là nơi thể hiện rõ nhất không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của bà con, bởi đây được xem là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng. Như quý khán giả thấy đó, hôm nay ngôi chùa được trang hoàng rất là lộng lẫy, có cờ phướng, có hoa để chào đón mùa xuân về. Năm nay, Tết của đồng bào kéo dài 4 ngày từ 13 đến ngày 16 tháng 4 năm 2024 với các nghi thức tương tự như các năm trước. Tuy nhiên, thời khắc đón thần Tevedra năm mới lúc 22 giờ 24 phút, 3 ngày còn lại các hoạt động sẽ diễn ra tại chùa là đắp núi cát, tắm Phật và cầu siêu cho ông bà tổ tiên. Song song đó sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí gắn kết cộng đồng. Các chính sách dành cho đồng bào dân tộc Khmer nói chung và Sóc Trăng nói riêng được thực hiện hiệu quả. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt. Hộ nghèo chỉ còn khoảng 4.000 hộ, tỷ lệ 3,86%. Kết cấu hạ tầng vùng dân tộc thiểu số từng bước được đầu tư hoàn thiện. Khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Những ngày qua, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thành lập các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các cơ quan đơn vị, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Khmer và các chùa Phật giáo Nam Tông nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chol Nam Thơ Mây. Vào sáng ngày 14 tháng 4, tại chùa Đơ Mâm Bư, thị xã Vĩnh Châu, nơi tôi đang có mặt tại đây, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển. Điều này cho thấy được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng, nhà nước và địa phương trong chăm lo không chỉ về đời sống vật chất mà còn cả về tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer.